Chào tất cả mọi người nhé. Xin tự giới thiệu, mình là Tài, chủ của trang trại Như Miêu Sao Tiến Tài. Thì hôm nay sẽ quay cái khu này cho mọi người xem này. Khu này có nhung hiêu đang nhú lộc. Đấy, thì quay cho mọi người xem để biết được các cái quá trình cái nhung hiêu nó nhú lộc để nó thành cặp nhung như thế nào. Thì nếu được như cái con này nhé mọi người nhé, nó có một đoạn ngắn như này thôi. Thì như thế này là bắt đầu bật nắp là được hơn một tuần rồi mọi người ạ. Thì nó được như thế này. Đấy. Thì từ một cái ngày bật nắp ấy, đến lúc cắt thì quy định là 45 ngày là trang trại cắt. Đấy. Thì đây cặp nhung của nó là đang bắt đầu nhú. Mọi người nhìn cái nhung nhé. Mọi người nhìn cái nhung là nó đang nhú thì nó chưa thể tròn trịa mà nó không kiểu là lành hẳn đâu. Có những con nó sẽ có những cái khe mà nó gọi là cái như ở trẻ con ấy, nó gọi là cái phân bò ấy. Thì cái nhung hiêu này ấy, thì nó sẽ có những cái vẩy nó chưa kiểu là chưa lành hẳn, nó sẽ đen đen ở cái phía trên nhung, có con không có, và về lâu về dài thì nó sẽ lành hết và nó thành một cặp nhung là chất lượng tốt và nguyên vẹn. Nếu mà có con mà nó phóng mạnh nhung đấy kiểu gì cũng có thể là sau 45 ngày cắt là nó vẫn để lại một cái vết nhỏ nhỏ gì đấy. Cái cặp nhung này thì năm ngoái con này nó cho là cặp nhung 7,2 lạng, thì không biết năm nay cho bao nhiêu thì cũng chưa biết được. Thì trang trại Như Miêu Sao Tiến Tài mọi người nhé. Cái nhung hiêu này trang trại là cung cấp tươi nguyên cặp như thế này luôn. Đấy, nguyên cặp mà đủ 45 ngày cắt là loại nhung tốt nhất. Cắt xuống chỉ bọc cái vết cắt lại thôi, gửi về là tận nơi cho mọi người. Hướng dẫn mọi người là tự tay mọi người chế biến. Chúng ta có thể dùng này ngâm rượu này, ngâm mật ong, nấu cháo, hầm cách thủy. Ví dụ cặp nhung này mọi người nhé, cặp nhung này được hơn 30 ngày rồi. Hơn 30 ngày rồi. Thì chờ đúng 45 ngày là cắt. Con này thì khi cắt là sẽ được hơn 6 lạng mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Trong quá trình mà nó lên nhung ấy, thì hạn chế cái việc mà đánh động nó, động chuồng hay là làm gì đấy. Hạn chế mọi người nhé. Tại vì cái con hiêu này nó rất là nhát luôn. Cái lúc mà đang cho nhung này là mọi người vào chuồng nó rất là dễ lao đầu vào tường, lao đầu vào những cái thành chuồng để nó giống kiểu nó nhảy giống kiểu thoát ra ngoài, thì dễ gây ra gãy các cái cặp nhung này, nó rất là phí luôn, rất là phí. Vì vậy là những cái thời điểm này là phải nhốt riêng từng con một và chỉ cho ăn, hạn chế cho người lạ tiếp xúc. Ngay cả người nhà mà thường xuyên cho ăn mà chúng ta khi vào nó cũng nhảy lên kinh lắm. Thì cái nhung hiêu này thì trang trại cắt là mọi người lưu ý là trang trại có vận chuyển toàn quốc luôn, gửi về tận nơi cho mọi người. Đây, cặp nhung này thì không được đẹp lắm. Cặp nhung này cắt thì chắc là lúc cắt là sẽ được hơn 5 lạng đấy. Tức là nó không đẹp về ngoại hình thôi, chứ còn chất lượng của nó thì rất là tốt. Dùng cái sản phẩm nhung hiêu này thì không phải nói về cái tác dụng nó mang lại về cho sức khỏe này. Tại vì nó là đã có cái tiếng hàng ngàn năm nay, từ cái thời vua chúa đã bắt đầu săn bắn để tìm những cái sản phẩm nhung hiêu như thế này về để phục vụ sức khỏe của các quý tộc nhà vua rồi. Cái nhung hiêu này là nó có tiếng từ thời xa xưa. Bây giờ là khi con người ta đấy mới có những cái trang trại đây là chăn nuôi để ra những cái sản phẩm này, thì mọi người mới có cơ hội để sử dụng, gia tăng cái sức khỏe cho mình, hoặc là làm quà biếu cho bố mẹ. Rất là tốt, rất là ý nghĩa. Nên là cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm mà tốt cho sức khỏe, thật sự, thực tế, hoàn toàn là tự nhiên mọi người nhé, tự nhiên. Đây, cặp nhung này rất là đẹp. Mọi người nhìn
cái quá trình nó nhú ấy. Như cặp này lúc đầu tiên mình quay là nó được hơn một tuần. Cặp này là cũng hơn 2 tuần mọi người, hơn 2 tuần. Cặp bên kia là chuẩn bị thu hoạch nhé mọi người, cặp bên kia chuẩn bị thu hoạch. Cặp bên kia là còn 5 ngày nữa là cắt thôi, 5 ngày nữa là thu hoạch. Thì cặp đấy tầm khoảng cũng được 6 lạng như đấy. Thường thường mỗi cặp nhung đi trang trại cắt thì nó dao động là từ 5 lạng đến tầm khoảng 1,3 cân. Đấy, thì cái khu trại này thì đa phần là từ 5-6-7 lạng là nhiều. Đấy. Những cái con nào mà dương tính của nó trội hẳn thì trong 45 ngày đấy nó mới vận được hơn 1 cân. Chính vì vậy là cái cặp hơn 1 cân thì nó hơi hiếm một chút so với những cặp mà 6-7 lạng như thế này. Mọi người mua cái sản phẩm nhung hươu tươi của trang trại thì hàng sức khỏe nên là trang trại cam kết với mọi người là đặt cái chữ tín và chữ tâm lên đầu, cam kết với mọi người là sẽ hài lòng về cái chất lượng của sản phẩm. Trang trại cung cấp cái này ra thì chủ yếu là đảm bảo cái uy tín tốt nhất cho mọi người và chuyển đến mọi người là phải ok, tức là chúng ta phải tin tưởng nhau, tin tưởng trước khi sử dụng thì chúng ta mới yên tâm và cảm nhận được cái tác dụng của nó một cách tốt nhất. Sản phẩm này của trang trại thì đã vận chuyển đi đến 64 tỉnh thành rồi. Hầu hết khách mới của trang trại hiện tại bây giờ là từ những người khách quen đã sử dụng sản phẩm của trang trại và giới thiệu lại cho những người thân bạn bè đấy, được biết và quay lại mua cái sản phẩm của trang trại. Cái sản phẩm sức khỏe mà nó có cái giá trị cốt lõi thật sự thì sẽ được cái lời giới thiệu đấy. Vì vậy trong cái video này thì mong là mọi người xem video và đặt niềm tin mua sản phẩm của trang trại dùng. Nếu tốt thì hãy giới thiệu đến mọi người biết đến cái sản phẩm này của trang trại được nhiều hơn. Video làm đây thôi để xem cho mọi người xem được cái quá trình nhú lọc của nhung hươu thực tế nó như thế nào, mọi người tận mắt mọi người xem. Thì cảm ơn nhé, cảm ơn mọi người đã đón xem video. Vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm này của trang trại hơn. Và đừng quên hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người đang cần đến cái sản phẩm tốt cho sức khỏe được biết đến. Đăng ký kênh, mọi người hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.